Rồi, hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Mình sẽ chia sẻ cái bán ngọc cho vị tướng A Thu mùa này đi top nha mọi người. Bán ngọc A Thu mùa này đi top cực kỳ là trâu luôn. Và vị tướng mùa này nó cũng tăng sức mạnh luôn nha mọi người. Nếu mà mọi người chơi A Thu thì cái leo quanh lên cao thủ thì nó sẽ rất là đơn giản khi mà bạn chơi A Thu nha. Thì mình sẽ chia sẻ bán ngọc A Thu mạnh nhất ở mùa này cho mọi người. Tại vì mình cũng là top A Thu, mình chơi A Thu rất là ok á, nói chung là mình chơi thu rất là nhiều nên là mình nói với bản ngọc này rất là ok cho mọi người chơi nha. Thì sau đây mình sẽ đi vào bản ngọc nha. Thì bản ngọc A Thu mùa này á, mình sẽ lên cho vị tướng này ngọc xanh nha. Ngọc xanh là xiên giáp và công vật lý là 10 viên. Còn về ngọc tím nè, mình sẽ lên là công vật lý và tốc chạy nha mọi người, 10 viên luôn. Tiếp theo là ngọc đỏ, mình cũng lên xiên giáp và công vật lý. Thì đây là cái bản ngọc chuẩn nhất dành cho thu mùa này nha. Nó rất là trâu và mạnh đam luôn. Tiếp theo mình sẽ đi vào cái phần trang bị và phù hiệu. Mình sẽ đi vào cái phần trang bị trước. Thì ở mùa này khi chơi thu á, cái phần quan trọng nhất của nó chính là cái phần trang bị á mọi người. Trang bị của thu cực kỳ là quan trọng. Thì cái trang bị này A Thu mùa này mình sẽ chọn cái mộc giáp. Thì tại sao lại chọn mộc giáp? Nó có hai cái yếu tố giúp mình chọn mộc giáp. Cái thứ nhất là máu mình nó nhiều, nó hồi máu mọi người. Khi mà gần hết máu mà chứ chúng một tướng địch á thì hồi máu rất là nhiều, hoặc là đánh ám sát á. Và cái thứ hai đó là khi mà mình thoát khỏi giao tranh á, nó cũng hồi máu rất là nhiều luôn, nên là mình sẽ ưu tiên chọn cái này, nó rất là quan trọng. Đây là phù hiệu một giáp nha. Đã chọn được phù hiệu một giáp, đầu tiên chọn màu vàng ở trên cùng, tiếp theo mình chọn cái màu xanh dưới cuối cùng, tiếp theo chọn màu xanh cái trên là lượng máu, tiếp theo mình chọn cái phòng ngự nha. Ở dưới đây thì màu đỏ nè, tiếp theo là cái hồi phục nè, tiếp theo mình chọn cái màu đỏ nè, tiếp theo mình chọn cái kháng hiệu nữa nha. Đây là cái phù hiệu rất là quan trọng, nó rất là hay ở mùa này nha mọi người. Còn về cái phần trang bị cho thú mùa này á, thì mình sẽ lên như sau. Mình không lên giày kiên cường nữa, mình phải lên chiếc giày hậu vệ nha mọi người. Tại vì á, lên chiếc giày này á, là giúp cho thu là nó sẽ chịu các thương này rất là cao. Và thứ hai nó rất là trâu bò luôn, giày kiên cường thì không hơi hám nào nha. Nếu mà gặp team bạn mà có bác sư sát thương cao thì mình cũng lên giày này luôn. Tại vì chiếc giày này nó rất là quan trọng cho thu. Món thứ hai thì mình lên cái tròn thằng ga nha. Món thứ ba mình sẽ lên cái giáp hiệp sĩ nè. Đó, còn món thứ tư mình sẽ lên cái khiên thuốc chèn. Thứ năm là giáp khốn khổ nha. Cuối cùng nếu mà mình xanh á thì mình lên cái giáp hậu mệnh. Còn nếu mà trường hợp mình không xanh á, mình lên gì bạn? Mình lên cái giáp ga luôn, nếu mà mình không xanh nha. Còn xanh thì thôi, mình không lên nữa, mình lên giáp hậu mệnh thôi, để cho mình bảo toàn cái mạng sống nha mọi người. Đó, thì đây là cái phần mình sẽ chia sẻ về cái bán ngọc A Thu mùa này nha. Thì qua video này mọi người có muốn mình làm về ngọc cứu vị tướng nào á thì mọi người cứ comment bên dưới, mình xem mình thấy mình sẽ trả lời. Và mình sẽ làm tất cả các video các vị tướng cho Liên Quân để gửi đến tất cả mọi người nha. Mình xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo nha.